Rồi, chào mừng anh chị, chào mừng em đến với ngày hôm nay. Chúng ta cùng chữa cái link số 2 trên 3 của bạn Sơn vào dần. Hello Sơn. Nào, nhìn thấy câu số 5. Chào thầy. Ở đây các con tìm quy luật là gì? Quy luật ở đây. Một này. Quy luật ở đây là thì sẽ có cái hình 9 này. ở giữa thì sẽ có hình chín nhân chín. Ở giữa mỗi hình thì sẽ có hình chín nhân chín. Có hình này đúng không? Dạ vâng. Hình này nó chính là hình Ở này. ba nhân ba. Đúng Dạ không? vâng. Rồi Hình thứ tư nó cũng như thế, nó cũng có cái hình tương tự như hình hai. 10, 12, 4, cái này 16 đúng không? Dạ vâng, 16, 8, 7, cái này bao nhiêu? cái này là 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25. Rồi. Thế từ đây phát hiện ra quy luật gì không? cộng 8. À không. Ai phát hiện ra quy luật đây là gì? Đấy. Có thấy cái số này không? Cái này Dạ. 9 này. 9 này là bằng 3 nhân 3 không? Vâng. Thế 4 nhân 4 không? Dạ vâng ạ. 5 nhân 5. Ờ 5 nhân 5. Được không? Nhóm số 4 là 5 nhân 5. Vậy nhóm số 9 là bao nhiêu? Nhóm số 9 thế này vậy Số 9 thì sẽ là 10 nhân 10. nhóm 9 ở trong cái nhóm 9 này thì nhóm 2 bao nhóm 2 nhé, nhóm 2 là 3 nhân 3, nhóm 3 là 4 nhân 4, nhóm 4 là 5 nhân 5 thì nhóm 9 sẽ là 10 nhân 10 nhân 10 Người nhân người bằng 100. được là 100. À. Rồi kiểm tra luôn thấy Một tròn thế. không? Ô. Quay cô. Wow. Hay là 100. Sao nó lại là 6 năm nhỉ? Sao nó lại là 6 năm nhỉ? 100 đấy, con bị nhầm thế này. Bạn là 6 năm. Thầy ơi, trong đáp án là 6 năm thầy. Đúng rồi, 65 này. Con ra bao nhiêu? Của con ra bao nhiêu? Đâu thầy nhìn lại. Sáu mươi lăm à? Cái này nhìn lại xem có một quy luật khác nào nhé. Em thấy có quy luật là cái hình ở giữa nó là chín, rồi các hình bên có hai, cái đầu tiên là một, cái tiếp theo là hai. Cái này là 9. Ừ, Thầy đồng ý nếu đi theo cái này. thì có ở đây là có chín hình, ở đây có chín hình xung quanh. Đâu cái này có 267 thôi. Bảy, có bảy hình này. Tiếp theo ở đây là 7 hình xung quanh, cái này là bao nhiêu? 2 4 6 8 10 12 4 16. thì vậy như theo như quy luật như thế này, đến hình thứ chín à thì nó sẽ là 9 cộng 9 3 nhân 9 cộng với cả 8. 8 nhân 8 nhân 8. Theo thầy thì đây nó đang vẫn đang là tức là giống ý là đây nó phải là 3 nhân 3, 4 nhân 4. Cái này 5 nhân 5. Ừ. Phải 5 nhân 5. Thì đến cái nhóm thứ 9 này là 10 nhân 10. Được không? Vâng. Nó phải là 100 mới đúng nha, chứ không phải là 65.
Sửa lại cái này. Cô tích chỗ này cô làm nhầm chỗ này, báo lại cho cô như này. Còn câu nào nữa, con phát hiện câu nào nữa, còn câu nào vướng nữa? À, câu số 4. Câu 4 này là câu câu chiều dài này là lưu ý nha. Này là 435 cho thầy nha. Câu này là tức là như thế này này. Phải hiểu ý nó như thế này. Đây này. Hiểu không? Đấy. Vậy thì ở đây nó là gì? Một cây trồng khoảng cách nó là 15 mét đúng không? Hiểu ý không? Mà có 30 cây. 30 cây thì sẽ có 29 khoảng cách. Các em hiểu ý không? Nhưng lấy 15 nhân 29. Lấy 15 nhân 29 thì nó ra là 435 nha. Yeah. Rồi câu nào tiếp theo này. 1 cho 50 ok. Câu nào vướng nữa? Câu số 13 hả? 13 nhiều đáp án khác nhau này. Câu 3 nó hỏi gì đấy? Các số bên dưới đây được sắp xếp theo một cái quy luật. Hỏi tổng của cái số hạng thứ 10 và số hạng thứ 13. Thế thì dùng công thức thôi. Khoảng cách là 5. Đúng không? Tìm cho thầy là số thứ 10 và số thứ 13. Số thứ 10 thì dùng công thức là số đầu là 14 cộng với n trừ 1 tức là 10 trừ 1 nhân khoảng cách nhân 5 bao nhiêu? Chỉ là 45. 59 đúng không? Đúng không? Cái này 4 là 9, 9 là 45. 45 59. Ok. Bây giờ số thứ 13 nó vẫn là 14 cộng với 13 trừ 1 nhân 5 bao nhiêu? 13 trừ 1 nhân 5 cái này là 60, 74. 74 hay là hai cái này cộng lại thôi. 133. Chuẩn không? Kiểm tra lại nhé. Cái là 12 nhân 5 là thành 60. 60 với 14 là 74. Đúng rồi. Kiểm tra cũng cộng 5, cộng 5, cộng 5, cộng 5. Cộng 5, đúng rồi. Lớp này hiểu này chưa? Alo. Alo Minh Sơn với Bá Nam chữa lại câu này đi. Vì hai bạn làm đều sai ở câu này sao? Đây. Bạn Sơn là lúc đầu ra 133 này. Xong sau sao lại là 143 này? Hai đáp án một cái 133 một cái 43 này. Sơn đúng không? Đây này. 3 Nam làm nhầm thế nào bài này lại ra 39 được nhỉ? Con không ra tính tổng. Nếu không tính tổng làm sao nó không thể ra 39 được. Sửa lại đi, sửa lại câu này, câu số 10 13. À, thầy hiểu ý rồi. 39 là số tiếp theo. Rồi. Con không đọc kỹ đồ bài. Đọc kỹ đề bài ha. Chú ý thầy. Đọc kỹ đồ bài. Con này Đi là như đây. thế ạ. Đi đây. Đi đây Dạ. càng là số đầu đấy.
Đây là số đầu. Đây là N đây. N 10 đây. N trừ 1. Trừ 1 nên là khoảng cách đây. Đây là N 10. Thì N đây. Tiếp theo N bằng 13 gì đây. Được chưa? Vâng. Dùng công thức. Nhớ nha. Ok bạn nào ok chưa? Rồi ok. Nào tiếp thầy câu tiếp theo nào. Những câu nào mà đáp án không giống nhau? Mười sáu à? Mười sáu, mười bảy, mười tám. Ôi, bài này 16 sao ra 30 50 nhỉ? Học cách đếm rồi mà sao lại nhầm đấy? 1 hình vuông nhá. 2 3 4 1 2 3 4 5 6. Bốn nhân sáu bằng 24, ba nhân năm 15, hai nhân bốn bằng 8, một nhân ba bằng 3, cộng hết lại bao nhiêu? Bao nhiêu? 4, 9, 17, 20. Không nhớ, nhớ 2 là 50. Chuẩn rồi. 50 bạn nào ra 30 ấy. 50, Sơn lúc đầu ra 30 này. Sai. Phải 50 nhé. Ở bài này các em làm cách nào đấy? Tôi thấy em làm cái này ạ. Minh Sơn có làm cách này không? Hay có đếm lần lượt? Dạ, con cũng làm cho cái này. Thế vẫn bị nhầm à? 30 này. Hay là nhập nhầm à? Ừ. À, phải để ý nha. Làm cách này nha. Dạ, Có vâng. cần ghi lại không? Cần thời gian để ghi lại không? Ờ, ghi lại là ghi lại. Rồi, ok nha. Tiếp. Câu 16, ok nha. 17 nào. Ờ, câu hình chóp này. Phải dùng Hình công thức không? chóp à? Con nhớ Hình chóp thì số đỉnh bằng số mặt. đỉnh vào mặt thì nó vẫn là 34. Ờ, thì nó vẫn là 34 nhưng sáng kết quả là bao nhiêu? Ờ, đây lại là 66 đây này. Đại ca Sơn này. Đây là link đầu tiên, link đầu tiên. Rồi, Linh đầu ok. Rồi, câu 18 này. ủa chứ linh thứ hai đâu cũng à, linh thứ hai đâu. Đây là không, đây là cái bài làm của con mà bài làm con làm hai lần đúng không? Con làm lần một đấy, lần một là con 66, lần hai là 34 đúng không? Dạ vâng, con làm Đấy, hai nào lần. câu 18 này, 96 hay là 48 đây? Câu Ừ. 18 đâu? Cô 18 Đây, nào câu 18. đây. Ừ. Con dê. Một cái hình vuông có chiều dài là Ha. 24 cm, nếu cắt thành bốn hình vuông nhỏ thì mỗi cạnh dài 12 cm, tìm hiệu giữa bốn cạnh Ừ. Hiệu và chu vi. bốn hình vuông hiệu chu Hiệu vi chu giữa vi bốn hình vuông. bé và một hình vuông to. Hình ban đầu. Cái câu này sao Hình lại vuông nhầm ban lẫn được đầu. nhá? Nhỏ. Câu này. Cái Câu này sao này. lại nhầm lẫn được nhỉ? Câu này con lấy 12 con nhân với 12 con nhân với 4 ạ. 12 nhân 4 lại nhân 4 tiếp. Ồ. Dạ. 12 nhân 4 là chu vi của 4 hình vuông, nhân 4 tiếp là chu vi của 4 hình vuông Chu ạ. vi nhá, đầu tiên phải là đấy là một hình vuông có cạnh là 24 đúng không? Cạnh Dạ là vâng. 24 thì chu vi của nó là 96 không?
Dạ vâng ạ. Tu Thì hình cũng lớn là đúng chính không? xác. Còn Dạ vâng. dung vi của hình vuông này được chia ra thành bốn hình vuông nhỏ thì lúc này cạnh nó là 12. 12 12 vậy thì nhân 12 vậy chu vi của một hình nó là bao nhiêu? Là 12 nhân 4 không? 12 nhân 4 Là 48 không? 48 48 thì 48 nhân phải 4 nhân hình 4 tiếp là bằng 1 là trăm chín mươi bằng hai không? 192 Lấy 192 chia cho 96 bằng là trừ đi 96 có nhờ bằng Bằng 96 không? dạ vâng. Rồi câu này 96 Mà là này không không nhầm với mà bán nam làm nhầm này ra 248 này sai này. chữ quên không nhầm với bốn nhỏ. Phải đọc cái đề nhá, đọc cái đề nhân bốn hình cơ mà tìm hiệu của bốn hình, hiệu chu vi bốn hình sau khi được cắt ra so với cái hình ban đầu. Thấy chưa? Đôi đôi khi là chỉ cần nhầm một chút thôi để không để ý ấy, là vội vàng một chút là nhầm ngay, cho nên là ngày mai các con cứ bình tĩnh làm. Bởi vì có một cái điều rất hay ở đây là gì, không cần phải trở thành một người xong đầu tiên mà cần kết quả cao nhất, hiểu chưa? Nào câu 20 nào, câu 20 nam ra 5 à? Sơn ra 8 này, câu 20 22 này. Nào câu 20 đâu, bài ra bao nhiêu? Sơn dạ gì câu này như nào? dạ con thưa thầy là có 20 miếng bánh, Đấy. đất ít nhất có bao nhiêu miếng bánh được cắt ra thành 4 lần, ít nhất có bao nhiêu miếng bánh được cắt ra trong 4 lần. Cắt 4 lần ít nhất được bao nhiêu bao em kia? Con không biết. Ô. Dạ. Bây giờ nhá. Ừ, dạ. Như này. Ừ, Bánh nào cũng được dạ hết. vâng. Bây giờ muốn ra được kết quả là ít nhất. Ít nhất Dạ, thì đúng chẳng hạn như rồi. này cắt như này, đúng không? Sai lầm. Đúng không? Ít Ừ, nhất phải cắt như thế đây là đúng nhiều không? nhất. Dạ vâng. Cắt như ít nhất thì mình làm như này. Chia đôi ra 2 3 4. Bao nhiêu một Được bốn năm năm hình chưa? ui Hiểu ít thật ít không? Và cho dù ấy nếu là cái miếng bánh hình vuông hai hình chữ nhật thì nó giống thì nó bài vẫn này là thôi. như thế. Là thầy để ý nghe này, nghe nha, thầy vẫn cắt ra được 4 được 5 phần, hiểu ý không? Còn cái chuyện là miếng to miếng bé cái đấy không phải vấn đề, hiểu ý không? Bởi vì phụ thuộc vào là ai ăn nhiều ăn ít thì được miếng to miếng bé, hiểu không? Rồi nên phải tư duy nó đúng hướng. Rồi câu 20 ok, câu 22 xem nào. Nam thì câu 22 này. Còn bao nhiêu chọn ba chữ số từ 0, 2, 6, 8, 9 để hình thành một số ba chữ số, hỏi bao nhiêu số có thể chia hết cho 5 không được lặp lại. À, Không được lặp lại, có được được lặp lặp lại á, lại. Được lặp lại. được lặp lại kìa, được không?
Kem ra bao nhiêu đấy? Câu 22. 20 với 10, 12 à? Chia hết cho 5 à? Chia hết cho 5 thì trong số này tận cùng bằng 0 thôi. Đúng không? Hiểu ý không? 0, 2, 6, 8, 9. Thế mà không có một trường hợp thôi. Thế đây là AB. AB0. Được lặp lại vậy nhưng mà A này có mấy cái chưa? 4 không? 4. Đó là 2, 6, 8, 9. Còn B là có 5. Bởi vì chấp nhận 0 nữa. Thì nó là 4 là 20. 20. Bạn Sơn hiểu này chưa? Ô Sơn. Sơn ơi. Dạ. Con hiểu này chưa? Con hiểu mà. Ok. Thế bây giờ bài toán này bây giờ thì biến bài toán này cho thêm một số nữa. Thì sẽ là bao nhiêu? Nào. Bây giờ cũng bài toán này. Dạ vâng. Thầy thêm một chữ số 5 nữa vào đây. Nào xin mời. Yêu cầu bài Con toán tương tự. Thì câu hỏi là có bao nhiêu số chia cho 5? Tính luôn cho thầy. Lưu ý nhé, trong trường hợp này ấy, khi mà xuất hiện chữ số 5 và 0 ấy, thì con phải xét hai trường hợp. Xong cộng lại. Rồi xin mời. 60 à? Nam ra bao nhiêu? Con ra 60. 60. Xuân ra bao nhiêu? Con Một trường hợp là AB0 thì lúc nãy nói rồi. Dạ. Là 20. Hai Bây giờ mươi AB5. AB 5 thì A của bố. AB5 còn 1, 2, 3, 4. Cả 5 này nữa, bởi vì nó được lặp lại. Vậy A có 5 cái chọn. À, một năm cách chọn và B cũng có 5 cách. B có 5 cái chọn. Sáu. Sáu cách chọn. Sáu. B mấy? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 6, 6, 6. Sáu cách chọn 6. luôn. 6 cái chọn là sẽ là 30 số. Là 10. 30 cộng với 20 là 50 thôi chứ nhỉ? Năm mới. Có 5 tính là 60. Alo. Con dùng cách là gọi A số là ba, A3 số là ABC, rồi con lấy C bằng 2, B bằng 6, A bằng 5, 5 nhân 6 nhân 2 bằng 60. Sao thế nhỉ? Đây nhá, thầy nói lại nhá. Nhìn này. Các bạn nhìn này. Khi mà chia cho 5 này, thì nó hai trường hợp là bằng 0 hoặc bằng 5. Vậy nếu bằng 0, AB0, A là sao đấy? Bây giờ mình thêm số 5 vào rồi mà. Thêm số 5 vào đây thì nó sẽ làm bao nhiêu? Thế này không phải 20 đâu. Cái này không phải 20 đâu. Sorry, sorry. Cái này không phải 20 được. Thêm số 5 vào nó khác đấy. A là có mấy? 1, 2, 3, 4, 5 mà. B có 6. 60 thật. 60 đấy Sơn ạ. AB0 nó vẫn là 1, 2, 3, 4, 5. A là 5. B có 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đúng rồi. Vào 60, 60 nhé. Nếu xét hai trường hợp vậy nó vẫn là 30, 30, 60. Rồi ok. Hai hai nhá. Sơn ơi bỏ không hai ba này. Sơn đẹp trai ơi. Dạ. Sẽ bỏ không hai ba này.
23 24 này. Nào chưa có 23, sơ bỏ không 23. Làm hai lần vẫn là bỏ không 23. con không biết là Nào mới có 23 này. Là bà này sao lại không biết là câu này thầy dựa mấy lời được. Nào số thì có 23. các số đường chọn từ 29 giống ngành từ 1 cho đến 29, ít nhất có bao nhiêu cách để chắc chắn rằng có hai số mà tích của chúng chia cho hai. Nan ra bao nhiêu đấy? Nan ra bao nhiêu đấy? 15 số. Ừ, chắc không? À, đáp án lại là 16 này, nhìn đây. Xem 16 hay 15 nhá, nhìn này. Rồi. Chú ý là có dạng câu này nhá. Đây là tích tích các số mà chia cho 2. Hãy lưu ý là phải hiểu điều này. Nào. Một số mà chia cho 2 khi nào? Thì nó phải là số chẵn đúng không? Có đúng không? Vậy thì bây giờ là từ 1 đến 29 thì có bao nhiêu số lẻ và số chẵn? Có 15 số lẻ không? Đây, sẽ có là 29 trừ đi 1 chia 2 cộng 1 bằng 15 số lẻ không? Alo. Nam hiểu này chưa? Sơn hiểu này chưa? Sơn ơi. Dạ vâng, con Từ hiểu. 1 nhá, từ 1 này. Tức là 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 cứ như vậy đến 29 thì sẽ có là 15 số chẵn. Dạ. 29 trừ đi 1 chia Dạ 2. Số đầu tiên là 1, số cuối cùng là 29, đúng không? Là 14, là 15 số lẻ. 15 số lẻ, vậy thì lưu ý là bởi vì là gì? Lẻ mà nhân với lẻ thì bằng lẻ. lẻ nhân lẻ Chẵn. bằng lẻ. Vâng. Lẻ nhân chẵn bằng Mà chẵn. chẵn. Mà chẵn thì chia cho 2. Vậy thì mình phải hiểu được điều này. Thế thì 15 số lẻ thì trong trường hợp xấu nhất lấy ra 15 số nó trúng vào 15 số lẻ thì nó không có hai số nào tích bằng số chẵn, tức là không Lấy chia cho hai. thêm một Thế số thì nữa. đúng rồi, vậy thì suy ra cần lấy bao nhiêu Lấy là 15 cộng 1 bằng 16 số. đó, được chưa? Ồ. Dạ vâng. Ok, con làm lại đi câu 23 dạng này đi, nhớ tự viết lại đề, viết bằng tiếng Việt cũng được, viết lại cái đề chú ý cho thầy. Nếu có đề rồi thì không cần viết, một chưa có đề thì nên viết lại này. Thế này. Rồi ok, đấy là câu 23 này. Dạ vâng. Còn câu nhiêu Tiếp nữa? theo của 24. 24 đúng không? Để xóa này nhá. 24 sẽ ra 31, 21 nhỉ? Nào, 24. 24. Nào, xin mời. Số lượng tử tô 24. Thế đi. Con thưa cô là các học sinh thì mặc áo đỏ, xanh nước biển và trắng, ít nhất có bao nhiêu có bao nhiêu học sinh mặc cùng một màu để chắc chắn rằng ít nhất có bao nhiêu học sinh mà để chắc chắn rằng có 10 học sinh mặc cùng màu. Bài này dễ như thế này cơ mà. Lớp mình ra bao nhiêu đấy? Ôi. Nào. Trong trường hợp xấu nhất. Thì ta lấy tất cả Đây có bao nhiêu mấy màu đây? Một này. Hai này. Ba màu. Để có được 10. mỗi màu 10. chín, trường hợp xấu 10 nhất là mỗi thì màu. 10 thì lấy 10 trừ 1. Sau đó nhân 3. 10 27 nhân 3 là trong trường hợp đó là gì? Đó là có, tức là 10 trừ 1, tại sao là 10 trừ 1? Trong trường hợp xấu nhất là có 9 bạn màu đỏ, 9 dạ bạn màu xanh và 9 bạn màu trắng.
Như vậy tổng sẽ là 23 đúng không? À 27 đúng không? 27. Nhưng lúc đấy trong xấu nhất là mỗi một màu mới chỉ có 9 bạn thôi. Vậy để chắc chắn có 10 cộng thêm 1 nữa là được. Bằng 28. Hiểu chưa? Alo. Sơn Nam hiểu này chưa con? Rồi con hiểu ạ. Alo. Thầy thấy vẫn chưa hiểu lắm. Bây giờ câu hỏi tiếp thầy. Thầy sẽ hỏi. Bây giờ làm đầu tiên, việc đầu tiên là phải làm cái này bạn ạ. Nhanh tay. 30 giây. Chỉ thay số thôi. Nào, xin mời. Rồi. Học sinh mặc áo số dạ size M L S hỏi L có bao nhiêu học L sinh S trắng, có 12 học học sinh mặc áo số N, con lấy 12 trừ 1 nhân 3 cộng 1 bằng 34 ạ. Khoan đã. Câu hỏi của con phải sửa lại thế này thì nó mới ra như thế mới đúng được. Tức là một lớp có một số học sinh mặc đồng phục cỡ M, L và F. Câu hỏi là ít nhất bao nhiêu học sinh để chắc chắn rằng có 12 bạn. Chắc chắn rằng có 12 bạn mặc 12 bạn Mặc cùng một size. cùng một size thì mới được. Hiểu không? Con ý con là chỗ như thế ạ. Thì phải làm một size thôi. Một Rồi. size nào cũng được. Size mới ạ. Không. Size nào cũng được, nếu như con lấy size M thì làm sao mà biết được, bây giờ chỉ tính size 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 M thôi, thế còn size L và size S thì hàng triệu, hàng tỷ á, chị người có liên quan gì đến 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 M đâu. Con hiểu không? Phải làm 12 người thôi, 12 người, còn size nào thì không quan trọng. Vậy thì lúc này sẽ là 12 trừ đi mấy? Trừ đi 1 nhân mấy? Nhân 1 3 nhân cộng 1. 3 cộng 1 bằng 34. Bằng 34. Rồi đấy, như vậy. Như thế mới hiểu được. Hiểu không? Thế bây giờ nào Sơn nói nhanh xem nào. Con đưa về là học sinh mặc những màu là tí là đỏ, tím, hồng, xanh. Rồi, bốn màu nhá. Đỏ, tím, hồng, xanh. Rồi. Thì ít nhất có bao nhiêu học sinh mà để chắc chắn rằng có 23 bạn mặc cùng một màu. Rồi, 23 không được vào. Rồi xin mời kết quả. Con thưa thầy là con sẽ lấy là 23 trừ đi cho 1 nên nhân là con nhân với đóng ở ngoặc con nhân với 4 á là bằng 88. Cộng với một nữa. À, là bằng 89. Bởi vì trong trường hợp xấu nhất ở đây là 22. Dạ Vì đã có được 23. Hiểu không? Nhớ cộng một nha. Được chưa? Là 89. Nam hiểu này chưa? Ok. Rồi. Đấy là trong cái đề số 2. Được chưa? Làm cẩn thận chỗ này thì ok rồi đúng không, không vấn đề gì đúng không? Rồi chuẩn nào, link số 3 mở đáp án. 80 điểm đều à, giống nhau à? À câu câu này đấy, câu này tức là À, con nào, đề 3 trên 3 nhá. Có bao nhiêu tam giác? Tính từ 1 đến đây. Quy luật là gì? Tròn tròn tam giác cái này. Rồi. Câu này sao các hai bạn mà lại kết quả khác nhau, thầy thấy hơi bất ngờ đấy.
Cái này chia cho 4 thì bằng 25. R mấy? R3. Hiểu không? Hiểu ý chưa? Alo. 25 này là 25 nhóm, một nhóm là có mấy tam giác? Triangle nhá. À. Sao dưới này lại là hình tròn? Sao chơi khó nhau thế? Thầy không biết làm nào ấy. Tam giác. Nào, nếu sẽ tam giác thì đây 25. Dư 3. Đếm 1 2 3 nữa thêm 1 Giờ nữa. nó sẽ là 26. Là 26. Nếu tam giác là 26. Được chưa? Thế Sơn ơi, sao lại làm ra 27 đây? À Nam này. À ở Nam này. Bán Nam ra 27 này. Nhưng mà thầy kiểm tra lại, thầy nốt lại cái này một chút. Xem con chẳng may xem tăng giáp rồi đến hình tròn. Thế sao lại bị hoang mang thế? Nếu mà tròn là 20, nếu mà tròn là bao nhiêu nhỉ? Tròn nếu mà tròn phải 25 nhân 2 là 50. 50 là thành 52 cơ mà. Phải là 52 chứ. Cái này chắc là cô sửa lại, chỗ này là tam giác mà. Nếu là hình tròn thì phải là 52. Rồi. Ok. Chú ý nhá. Chú ý tính nhá, cẩn thận. Câu số 4 này, 1 3 6 5 4 5 5. Câu hỏi gì đây mà nó lại lộn xộn này? À. Số nhỏ nhất 4 đối số chia cho 5, 7 và 13. Ui dồi. Sao khó thế? 4 chữ số cơ mà. Sơn ơi, 4 số 455 phải là 4 số đâu? Là Nào. đề là Thế phải xét như này đấy. chết chừng nào à? Cái nào nhẹ hơn nhỉ? Chia cho 5 nó là 1.000. Năm 1.000 người, 110, 10.000 người, 10.000, 15, 1.000, Và tiếp thứ 7. vân vân. Yeah, 10 đến 7, 10 lên 14, 21. Không, sao mới 7 được? À, 1.007. Không không, làm sao 1.007 được? 1.000 có chết cho 7 đâu. Bạn Sơn tính lại xem nào. Ha. Lấy 1.000 cho thầy. Chia 7. Nghìn chia cho bảy. Bao nhiêu? Nhanh. 17 là 7 dư 3. À không, phá 10 chia 7 là 4. 17 28 dư 2. 20 chia 7 được mấy? Chia cho 2. bảy Dư 6. Dư 6. Như vậy nó sẽ là 994. Vậy cộng thêm 994 cộng thêm 7. Vậy nó sẽ là 1001. à 1001, tiếp theo là 1008, 1008. À nếu là cách này lâu quá nhỉ. Sau đó thì ấy à. Phải tìm số chia cho 13. Hiểu ý không?
Tìm một số chia cho 13. Và cách làm nhé, thì cách này nói là nha, tương tự như vậy, để tìm ra được một cái số chung mà trên này cũng là số đấy, cũng là một số A nào đó, ở B này ở dưới chia 7 cũng là một số B, à cũng là một số A nhỉ. Phải là một số giống nhau nhá, dưới này cũng là một số A. Bá Nam với Sơn hiểu này chưa? Được chưa? Rồi Dạ rồi ạ. đấy, thì mới ra được số nhỏ nhất 4 số chia cả 3, à cho 5, 7 và 13. Được chưa? Rồi đấy, cách làm như thế. À, 1365. Rồi, ok. Nào, tiếp câu bao nhiêu đây? 48, ok. 7, 5, 3, 2, 9, 1. Câu 9 này. 1, 3, 4, 5, 1, 4. 1, 4, 3, 5. Câu 9 này. Sẽ phải hiểu thế này, làm ngược lại đi, chia 39 nhân 7 này tức là nhân 2, có hiểu ý không? Lấy 56 này chia cho 16. Alo, lớp mình hiểu cái này không? Tức là 56 chia cho 16 này, nhân với 78 chia cho 39 đấy, nhân 205. Hai bạn làm bài đi như đây, đúng không? Vậy cái này chia cái này thì được 4 không? Cái này chia này trước đi, bằng 2 không? Được chưa? Từ đây được 8, 8 nhân với cái này. 8, 2, 16. 8, 5, 40. 1640 chứ. Được chưa? Phải lấy 56 này chia 16 trước. À, đến 56 chia 16. Sau đó cộng với 78 này chia cho 39. Này, thế làm sao để quay cái camera nó về phía mặt trước rồi? Thì để chỗ này được 2. Camera mặt trước không? Đây, cái này quay mặt Xong rồi quay lại mình nhân với 205. Minh Sơn Bá Nam hiểu này chưa con? Dạ, ok. Để xem nào. Ok. Rồi này. Câu 11 này. Câu 22, 23. Câu này giống như câu lúc nãy không? Nhưng mà nó là số chẵn nha, đọc kỹ đề nha. Số chẵn nhỏ nhất 4 nữ số. Số chẵn nhớ là phải là chẵn, chẵn đây này, nhỏ nhất, smallest, nhỏ nhất 4 nữ số chia cho 7 và 17, thì làm tương tự giống như lúc nãy, giống cái câu mà chia cho 3, 5 và 7 ấy. Các em hiểu 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 ý không? Và một số mà chia cho 7 và 17 thì số đó phải chia cho 17 nhân 7 như 4, 1 chia cho 119. Được chưa? Tức là khoảng cách của chúng, khoảng cách của hai số liền nhau ấy, khoảng cách của hai số liền nhau mà để nó chia cho 7 và 17 thì nó phải là khoảng cách của nó phải là 119. Bá Nam Sơn hiểu này chưa? Ok nhé. Rồi, đấy là câu 11 à. À, anh chị
Chờ thầy Nam một chút nhé, chờ các con một chút nhé. Thì thầy Nam nốt các bạn để ngày mai các bạn đi thi quốc tế. Đâu, xem nào. Ừ. SPM là một số chẵn lớn nhất có 3 chữ số. Mà nó là bội của 75. Tức là số đó phải chia cho 75 đấy. Bạn nào mới sơ hiểu chưa? Số đó chia cho 75 và không số nào lặp lại. Tìm số lớn nhất. Tìm cho thầy lấy 999. Nào làm luôn nhanh thầy, nhanh. 999 chia 75 bao nhiêu? Lấy 99 chia 75 là 1 không? 75 là còn dư 24 không? Nam Vi Sơn theo kiểu không? Hạ 9 không? Được mấy? Lấy nhầm 24 là chia 7 thì được 3. Không. 35 15. Nào, nhanh lên trừ này. Nhớ 1. 37 21 thì 1 22. Ok. Thì còn lại là 20 24. Lấy 99. 99 trừ đi 24. Thì đây là 5. Còn 975. Lưu ý là 975. 975 là số lẻ. Câu hỏi là hỏi phải là bán nam sơn nhé, tập trung này. Hoàn hỏi số chẵn. Số chẵn lớn nhất mà ba số. Vậy bây giờ mình phải bớt đi 75 đơn vị này. Trừ đi 75. Thì số cần tìm nó là 900. Minh Sơn bán ăn hiểu chưa? Hiểu chưa? Đấy, bây giờ quay trở lại xem đáp án của game. Mình đang nói câu 22 thôi. Câu đấy em làm bừa vì em không biết ạ. Ở đấy, phải làm như thế này chứ. Sửa lại đi thầy nhanh. Sao 750 được? 975. Sơn nói cái này 975 là số lẻ mà. Sơn làm đến đây là tốt rồi. Sơn làm đến đây là quá đỉnh cao rồi này. Nhưng mà 975 là số lẻ. Con phải trừ đi 75 nữa. Thì ra được 900 là do số chẵn. Hiểu chưa Sơn? Sơn ơi, Sơn đẹp trai hiểu không? Ok, rồi dành ra 1 phút, nhanh tay đúng 1 phút thôi. Và chữa lại câu này. Sau đó chúng ta sẽ nghỉ ở đây nhé. Ngày mai các con làm bài cẩn thận nha. Ngày mai là vòng quốc tế, vòng cao nhất cùng với các bạn thế giới rồi. Cho nên phải là làm cẩn thận. Thầy nhắc lại là xong này xong rồi nghỉ một chút. Có thể ăn cơm xong rồi các con sẽ đăng nhập lại. Đăng nhập vào cái link kia xem ổn chưa nhá, đúng mật khẩu với số của mình nhớ nhá. Rồi lớp mình nhanh tay dành còn viết nốt cái này vào đi.